đây là đoạn đường Thác Giềng, đường Thác Giềng. Bên đường có một con sông, đây là thượng nguồn của con sông Cầu. Sông Cầu nó chảy rất thơ. Và mặt trời gió núi non thì đẹp trùng. Dòng sông xanh ngắt nhưng mà mùa này rất là ít nước. Con đường có lẽ là giờ này thì đường rất là vắng xe, không có nhiều người. Đá lở vào mùa mưa, rất nhiều trường hợp đã bị đá rơi vào đầu và dẫn đến tai nạn rất là đáng tiếc. Đây là con đường quốc lộ 3 nối liền các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng.